Dạ, xin chào chị các bạn. Hôm nay buổi sáng ngày 15 tháng 1 năm 2019, sáng nay đi ra đây ngắm biển chị các bạn. Sáng hôm nay thời tiết gió nhẹ, buổi trưa thì mùa này thì cũng tương đối hơi nóng nóng rồi, bắt đầu gần Tết rồi. Buổi trưa thì tầm khoảng 29-30 độ C nha các bạn. Thì sáng nay gió nhẹ nên là không khí rất là thoải mái và rất là dễ chịu. Dạ, sáng này đang thang đang ngắm biển một vòng. Dạ, trên bãi biển sáng nay thì có đài truyền hình họ quay mấy cảnh gọi là về tập thể dục buổi sáng như các bạn, như aerobic hay gì.
Dạ, cảm ơn chị các bạn rất là nhiều đã cùng mình xem đi dạo biển sáng ngày hôm nay. Thời tiết ngày hôm nay thì có mây che, nó trời ui ui á, mây mờ quá, mây nó che nhìn tầm nhìn xa bị hạn chế. Dạ, cảm ơn chị các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.